được giao nhiệm vụ đưa đón trẻ của trường mầm non Hồng Nhung cơ sở 2 để điều tra liên quan việc bé trai 5 tuổi tử vong trong xe đưa đón của trường mầm non Hồng Nhung cơ sở 2, thành phố Thái Bình vì bị bỏ quên trong xe. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án vô ý làm chết người để tiến hành điều tra theo quy định. Một đứa trẻ bị cướp đi cuộc sống vì sự vô trách nhiệm của người lớn dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Vụ việc một lần nữa đặt ra câu hỏi về trách nhiệm, sự thiếu chặt chẽ của quy trình đưa đón trẻ bằng xe dịch vụ. Ngày 29 tháng 5, lúc 6 giờ 20 phút, tài xế và cô giáo quản lý học sinh đón học sinh lên xe đến trường mầm non Hồng Nhung, cơ sở 2, xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình. Đến 17 giờ cùng ngày, người thân của bé Hát đến đón, không thấy trẻ nên báo cho nhà trường. Mọi người tổ chức tìm kiếm, phát hiện trẻ bị bỏ quên trên ô tô nhiều giờ. Dù được đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình cấp cứu, nhưng trẻ đã tử vong. Câu chuyện đau lòng gợi lại nỗi kinh hoàng hơn 4 năm về trước, khi một học sinh lớp 1 trường Gateway Hà Nội cũng bị bỏ quên trên ô tô gần 10 tiếng ngay trong ngày đầu tiên tự trường khiến bé tử vong. Chúng ta không có một cái hành lang pháp lý cho cái câu chuyện đưa đón học sinh này, dẫn đến là gì? Là địa phương nào muốn làm như thế nào, trường nào muốn làm như thế nào thì tự các anh đưa ra quy chế cho cái việc hoạt động của cái hoạt động này. Thì cô giáo đi nhận học sinh không hề kiểm lại xe và cũng không hề kiểm lại số lượng học sinh. Người lái xe cũng lại không kiểm tra xe. Và khi cô giáo giao học sinh cho giáo viên chủ nhiệm lớp, thì giáo viên chủ nhiệm lớp cũng không đem đối với lại sĩ số học sinh của lớp mình. Trong trường hợp này thì tôi thấy cái sự tắc trách vô trách nhiệm của người lớn, nó lại là một tội ác. Vụ việc nghiêm trọng xảy ra đúng vào thời điểm Quốc hội đang chuẩn bị thông qua luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, với nhiều quy định mới liên quan đến việc quản lý phương tiện đưa đón học sinh, càng cho thấy yêu cầu cần siết chặt hoạt động này là hoàn toàn cần thiết. Trong quy định tại cái điều cuối cùng của khoản 3 điều 46 đã quy định rõ là không được để học sinh và trẻ mầm non trên xe khi lái xe và người quản lý đã rời đi. Thế nên là cái điều này là rất là căn bản và cốt lõi để mà nâng cao cái ý thức trách nhiệm, cái chống lại cái sự quan liêu của mọi người trong công việc. Tôi rất đau xót và cũng xin được chân thành chia buồn với gia đình của cháu bé đã bị tử vong trên xe ô tô đưa đón học sinh. Chúng tôi cũng rất là hy vọng với cái việc thông qua luật trật tự an toàn giao thông đường bộ và với những cái quy định mới về quản lý xe đưa đón học sinh thì những cái vụ việc đau lòng như vậy sẽ không xảy ra nữa trong thời gian tới. Sinh mạng con người là vô cùng đáng quý, sinh mạng của con trẻ, tương lai của đất nước còn đáng quý gấp vạn lần. Trước khi quy định về loại hình vận tải hành khách đặc biệt này được Quốc hội thông qua, mỗi người lớn, cơ sở giáo dục, cơ sở vận chuyển học sinh cần nghiêm túc xem xét lại quy trình, tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra phải trả giá bằng tính mạng con trẻ. Vào chiều tối 28 tháng 5, hầm đường sắt Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên tiếp tục sụt lở mảng lớn, khiến hầm đường sắt này chưa thể thông tuyến vào trưa 30 tháng 5 như dự kiến ban đầu. Theo lãnh đạo Ban Quản lý Dự án 85, chậm nhất đến khuya 30 tháng 5, việc xử lý sạt lở và hốt đất đá trong hầm đường sắt Chí Thạnh mới có thể hoàn thành và thông hầm. Từ ngày 21 tháng 5 đến nay, thì tổng khối lượng đất đá sạt lở tại hầm đường sắt lên đến khoảng 400 mét khối. Từ 26 tháng 5, Ban Quản lý Dự án 85B đã được Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả hỗ trợ 10 phương tiện máy móc cùng 40 kỹ sư, công nhân phối hợp với các đơn vị tham gia khắc sự cố 24/24 giờ. Hiện có hơn 200 kỹ sư, chuyên gia và công nhân trên công trường. Việc xử lý sạt lở đặt ra mục tiêu gia cố chắc chắn nhằm đảm bảo tính an toàn lâu dài cho hầm. Thưa quý vị, trưa 30 tháng 5, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết đơn vị phối hợp với Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã bắt quả tang 8 đối tượng đang vận chuyển trái phép 198 kg ma túy. Đây là vụ vận chuyển ma túy bị phát hiện với số lượng lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Vào lúc 11 giờ 20 phút ngày 26 tháng 5 tại cửa khẩu quốc tế Nam Giang, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam phối hợp với lực lượng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm bắt giữ một phương tiện cùng 8 đối tượng từ Lào về Việt Nam. Lực lượng chức năng thu giữ 198 kg ma túy, gồm 44 bánh heroin, 181,75 kg ma túy các loại. Sáng nay, ông Lương Nguyễn Minh Chiết, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam đã đến chúc mừng và thưởng nóng cho các tập thể cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án này. Nhiều hộ dân tại phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
nhường đất cho các dự án phát triển thành phố Sầm Sơn hiện vẫn chưa có chỗ ở. Và mong muốn nguyện vọng lớn nhất của người dân hiện nay đó là được tái định cư tại chỗ để ổn định cuộc sống. Đối diện với biển là con đường phồn vinh nhất thành phố Sầm Sơn. Ngay phía sau con đường này, trước đây có nhiều hộ dân sinh sống và kinh doanh nước mắm. Nay được thay thế dần bằng những dự án lớn. Từ có chỗ ở và nghề nghiệp ổn định, 17 hộ dân nhường đất cho dự án không còn sinh kế, không có chỗ ở, phải tá túc trong cùng một khu trọ cách chỗ ở cũ chỉ vài trăm mét. Vào khu trọ này, có hộ đã 2 năm, có hộ chỉ 2 tháng, tùy theo tiến độ thu hồi đất. Nguyện vọng lớn nhất của bà con hiện nay là được tái định cư tại chỗ. Nóng lắm anh ạ, mà khổ lắm bây giờ. Chưa lại nóng cái táp cái mặt mà chúng tôi không thể chịu được nổi. Mà đổi đất ngay tại tái định cư tại chỗ là tôi cũng đồng ý, mà có ai đến đâu. Ở cái đất đấy là tôi ở là trên 40 năm. Bây giờ là đền cho tôi là 30.000 một mét. Thế là tổng thể bao nhiêu tiền? Tổng là có 68 mét là có 2 triệu mốt hay 2 triệu 2 thôi. Mong muốn của người dân chúng tôi là yêu cầu là các cơ quan chức năng vào điều tra làm rõ để bồi thường thiệt hại về tài sản, nhà cửa cho chúng tôi và chúng tôi được cấp tái định cư ngay tại nơi chúng tôi đã bị cưỡng chế. Với mức bồi thường hiện nay, dù bị thu hồi tới vài nghìn mét vuông được xác định là đất nông nghiệp, các hộ cũng khó chuyển ngang sang nơi ở mới tương tự. Ngay cả việc thuê lại một diện tích như thế này cũng rất đắt đỏ. Tôi thay mặt cho các hộ xã Vin, hợp tác xã 27 tháng 7 đồng tin, kính mong các cấp có thẩm quyền sớm vào cuộc giải quyết đền bù thiệt hại hơn 1.000 tấn nước mắm và bồi thường đất ở tái định cư tại chỗ cho những hộ dân chúng tôi được ổn định cuộc sống như trước đây. Luật đất đai 2013 chưa có quy định bồi thường bằng loại đất khác loại bị thu hồi, nhưng luật mới 2024 cho phép điều này. Khi luật đi vào hiệu lực, chính quyền địa phương có cơ sở pháp lý để bồi thường cho phần diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi của người dân bằng đất ở tái định cư. Bồi thường về đất khác mở rộng so với cái luật 2013 thì nó sẽ tạo ra cái không gian chính sách để cho các địa phương có thể là có những căn cứ pháp lý. Mục đích là đều là hướng đến là làm sao cho là người dân mà có đất bị thu hồi, đó có thể là đất nông nghiệp hoặc đất phi nông nghiệp, thì có cơ hội để được hưởng cái chính sách nhà nước bồi thường được tốt hơn. Thành phố phát triển ngày càng phồn vinh có sự đóng góp và cả sự hy sinh của người dân có đất bị thu hồi, nhưng có lẽ những thành tựu đó sẽ chưa thể đầy đủ ý nghĩa khi cuộc sống bấp bênh của người dân có đất bị thu hồi chưa được cơ quan có trách nhiệm quan tâm giải quyết. Nhắc đến những bất cập về đất đai tại miền Trung thì không thể không nhắc đến dự án của Bách Đạt An khiến hàng nghìn người dân khốn đốn vì vướng mắc pháp lý và không thể ra sổ. Dù cơ quan chức năng áp dụng nhiều chế tài nhưng đơn vị này vẫn chây ì khiến dư luận bức xúc. Vụ việc kéo dài nhiều năm nay và tốn không biết bao giấy mực của báo chí. Đây là đại diện hơn 1.000 khách hàng làm việc với đơn vị phân phối Hoàng Nhất Nam nhằm tháo gỡ vướng mắc ở 3 dự án khu 7B mở rộng, Hera Complex Riverside, khu đô thị Bách Đạt. Người dân đề nghị phải xử lý dứt điểm vụ việc theo quy định của pháp luật. Thái độ của Bách Đạt An không phải bây giờ mới thấy, mà là từ trước tới nay, tới bây giờ cũng chưa có một cái biểu hiện gì là hợp tác, là thực hiện cái hợp đồng. Cũng theo những người này, Bách Đạt An hạn chế năng lực tài chính nên huy động vốn sớm gần 600 tỷ đồng nhưng không thể ra sổ. 3 dự án của Bách Đạt An nằm trong 14 dự án được Quảng Nam giao theo quyết định số 2450 năm 2017. Tuy nhiên, thời điểm đó doanh nghiệp này chỉ có vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Như đồng chí Chuyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam lần hỏi là hiện nay thì Công an Quảng Nam đã điều tra và hoàn tất tất cả các vụ việc. Nhưng bước cuối cùng là thiện chí của tỉnh cũng như là lời hứa của đồng chí Lương Nguyễn Minh Kiệt ấy, là xem thử lần cuối cùng công ty cổ phần Bách Đạt An có hợp tác để ra sổ dân không, nếu không thì sẽ cương quyết xử lý. Theo đại diện đơn vị phân phối, nếu khởi tố vụ án cần đấu thầu lại các dự án này để sớm giải quyết quyền lợi cho nhà đầu tư. Mong muốn Ủy ban nhân tỉnh Quảng Nam thì tổ chức đấu thầu lại dự án chứ không tổ chức theo đầu tư công, vì nếu tổ chức đầu tư công thì sau này sẽ có sổ sẽ đấu giá lại và lúc đấy quyền lợi của người dân sẽ khó được đảm bảo. Mới đây, sau khi nghe kiến nghị của cử tri về vụ việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị tỉnh Quảng Nam xác định rõ trách nhiệm của các tập thể cá nhân dẫn đến những bất cập đất đai kéo dài và ảnh hưởng quyền lợi số đông. Trách nhiệm trước hết là thuộc chính quyền địa phương. Liên quan nhất trí như vậy, các bà con nhất trí như vậy. Ta quản lý toàn diện tất cả các dự án. Đấy, ta đã phát triển đô thị, ta làm mọi việc.
thì phải theo đúng quy định của nhà nước. Chính vì vậy cho nên là mới có kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, mới có kết luận của thanh tra, là xác định rõ trách nhiệm của tập thể cá nhân trong những vấn đề liên quan đến đất đai các khu đô thị. Đến nay, chỉ một dự án An Phú Quý được hoàn thành, 4 dự án bị chấm dứt hoạt động và 9 dự án triển khai nhưng vướng mắc pháp lý. Công ty này cũng mới chỉ chuyển hơn 15 trên 84,7 tỷ đồng giá trị bồi thường giải phóng mặt bằng được phê duyệt.